thì muốn lấy giờ thầy cứ xuống chùa thầy cho, muốn nói gì thầy cũng nói được, đúng không? Đúng rồi. Họ hỏi mình trả lời có gì đâu, mình đâu có người, mình tu mình đã có gì ta hỏi Phật pháp, mình trả lời Phật pháp, hỏi gì xã hội gì để hết cái họ đã tiến sĩ vậy gì cũng hết được. Về khoa học, về nghiên cứu, về triết học, về hành sự, dân sự, về luật, thầy là luật sư mà, phải không? Không, giờ muốn sao làm là phải cam kết thì nó cho quay thoải mái luôn, cam kết đàng hoàng rồi đưa thông tin ở trên rõ ràng. Thấy mạnh thầy, tại sao có những người youtuber cá lên chùa thầy quay hoài mà nó không bị bắt? Nói thầy, thầy hỏi ai? Thầy báo là thấy ông nó tàn đi với thầy mà nó nói xấu thầy không? Khi thầy mới quay thầy mới biết chứ. Đi hơn công an tới, công an cũng tới. Cứ gì nó gặp nạn mà cứ đối mặt thầy. Cái nào mà nó sung sướng với đà, cái gì nó có tiền, có của, nó đây rè. Mấy thằng này cũng tới thầy? Có, báo rồi về á. Chắc thay đồng quá nên nó gì bỏ bạn rồi, bỏ bạn chơi rồi. Thôi giờ đi đi hết giờ á. Mấy giờ rồi? 1 giờ 2 giờ 2 giờ á. 2 giờ đi hết giờ. Hoặc đi những thánh tích, quận nhất nó có 2 mà điểm thánh tích á, bảo tàng rồi di tích lịch sử, rồi ngay chỗ quận 4 cầu Khánh Hội nó có cái khu di tích lịch sử của công an á. 2 giờ mở cửa rồi. Biếu nè. Có 700 mấy à. Ngựa 200 mấy vậy. Anh ăn mà anh rung mà anh sợ hỏi tiền trả. Sợ không tiền trả. Thấy không? Thấy không? Ngày đấy Trang á. Gặp công an anh cũng sợ. Tức là làm gì là tội mình sợ. Là chứng tỏ là mấy clip bữa trước là của thầy là nó xóa hết đúng không? Đúng rồi, ảnh xóa đó. Còn anh cho mật mã, mật khẩu thứ. Để người ta xóa. Của mình á, biết sao không? 2 cái trang của mình thầy không cho người ta xóa, mà lấy 2 cái trang của thầy vô xóa. Đó là robot hacker đấy chứ. Tôi lo thầy tự thay đổi không chứ. Thôi sao nhức nách thiệt rồi chứ. Ông ơi vậy đó, mấy thằng comment nó đang dập dờ tài khoản của thầy rồi, tôi cho rồi. Thì ai cho tự nhiên của thầy cho đâu, tại chân nó lấy điện thoại mà nó biết rồi. Nghe ơn lấy khẩu thầy phải không? Anh ghi không ăn lấy phải không? Đó, lấy mãi rồi, nó có mãi rồi. Nó hôn nó. Đấy nè, công an xuống nói, cái thằng đó hôn nói bạn của thầy hả? Tôi nói bạn nào? Là anh gì nói nhiêu tuổi mà nó đòi ăn thầy. Nó cũng chỉ mỗi cái hàng quay phim bắt lên trên, nó hôn nó là bạn thầy. Nó nói có học sinh của học nào? Nó chỉ giỏi hết cấp 2, 3, có không nữa. Rồi, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ học chung tôi. Tại công an gọi đến lần thai này. Sao thằng bố vậy? Đó hay không? Anh nói giờ anh đâu khờ người ta hay không? Ở vậy không quýnh mà khai. Bây giờ công an đang chơi xuống mở lại lấy tin tức này mà. Thì muốn lấy giờ thì cứ xuống chùa thầy cho, muốn nói gì thầy cũng nói được, đúng không? Đúng rồi. Họ hỏi mình trả lời có gì đâu. Mình đâu có người, mình tu mình đã có gì ta hỏi Phật pháp, mình trả lời Phật pháp, hỏi gì xã hội gì để hết cái họ đã tiến sĩ vậy gì không chứ hết được. Về khoa học, về nghiên cứu, về triết học, về hành sự, dân sự, về luật, thầy là luật sư mà, phải không? Cái gì thầy chỉ hết cho lãnh đạo nào mà không được. Qua trực tiếp luôn mà thầy. Vậy chứ đâu thấy thầy được. Sao nó Minh Khoa quen chút bị bắt là sao ngộ vậy? Thầy biết, tại vì ai biết, người, cái số người hết duyên. Thầy mà người ta ở hàng ngày không bắt, mà cái người mà lâu lâu đến là bắt liền. Mà thầy có gài người vô không? Thầy đi vòng tròn chùa coi thầy giấu nó cái chỗ nào. Nghe thầy gài. Ôi nói gì nói, giờ thầy gài á rồi sao? Vậy sao đến thầy hoài chi vậy? Vô tàn mà công an hình sự hàng ngày điều tra mà tụi bay không sợ nữa. Bay không sợ công an hả? Dân sự bay không sợ, hình sự bay không sợ, an ninh bay không sợ luôn. Dân mạng bay không sợ mạng luôn. Điện thông báo chí bay không sợ luôn. Ngon. Ăn
giờ hết điện chứ không mưa đi luôn. Thầy nói không bao giờ hết mưa đâu, giờ đi xe hơi. Còn không thì con mấy cho thầy về ngày mai đi. Ồ, chắc hết mưa, chắc hết mưa. Ờ, mai đi, đi mai ra. Sáng bữa nay đi luôn chứ mưa đó này. Đến người ta thứ nhất là mình đến 2-3 giờ rồi, hai nữa người ta cũng mưa sao đi tới đi lui. Mà ơi, thầy còn phụ cắt ra chùa thầy vậy đó. Nói vậy chứ có ai phụ. Đến người ta xuống 2-3 thằng vậy chứ. Thì chừng nào xuống thì khi làm trong rồi, khách thì cứ tiếp trước, còn mình làm những cái gì thầy chỉ cái họ làm chứ thầy ở đó canh. Làm thì cái tâm mình làm thôi, sao xong việc thôi. Chứ đang thầy canh. Còn thầy về mưa còn dòng nữa không? Còn. Do quán sau phòng thầy cũng chưa hàng. Thầy chuẩn bị xong hết chưa? Trường. Để xong hết chưa? Trời ơi, mua mấy hồi sao không có tiền. Xong bị xong xuống lòng phụ 2-3 gỗ rồi rồi. Giờ là hàng mấy cái giường nè, cưa mấy cái ghế của thầy rồi gỡ ra, dán ra rồi giờ cưa đặng cho nó bằng á. Đặng mình ấy lại mấy cái bàn cho nó trống nè. Rồi chắc lên những cái này kia rồi hàng lại mấy cái gác thầy. Sửa lại nhiều việc lắm. Giờ có làm hay không? Nhanh lắm mà, cái đấy nhanh lắm mà. Đấy đơn giản. Không nhanh cũng 3-4 ngày. Thầy nói 3-4 ngày, nhiều hơn. Trong hoài. Trước đưa xuống hai người mà xuống tìm thầy điện thầy cũng được, bắt đầu nó quê về. Có địa chỉ đi thẳng tới điện thầy 4.000 tỷ cũng là, thầy cũng không có nghe điện thoại tại vì điện thoại thầy để trong phòng. Thì là quan trọng tối thầy coi tin nhắn chút cái rồi thầy tắt thầy ngủ. Với thầy tiếp khách ở ngoài không cầm điện thoại ấy đi. Thì sao được? Không lẽ thầy chùa tới ngày bấm chọt 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 rồi alo alo sao? Rồi ai đến chùa? Hỏi alo nó khỏi đến chùa. Họ đâu cần đến chùa. Rồi tu cũng vậy, ở nhà tôi cũng được đến chùa chi. Vậy thôi sao đạo tạo đệ tử. Tướng bự mà không biết nè. Cái này là tốt dây mà không biết cũ có tốt không là sao. Tướng bự con là cao ráo. Ông thằng đây là đảm bảo theo đạo lọ lọ thế được đâu thầy. Tu không được. Nó không giữ được. Cây ngại dữ. Thì công nhận thấy tướng bự gì nhát quá. Thấy công an thét yếu đuối thấy công an xanh sao mặt rồi hả rồi run rẩy yếu đuối. Mình cứ bình thường, thì bình thường giống như có anh chàng kia thấy cái dục điện thoại tự nhiên mình cứ đợi đó đi thì mình xóa cái dữ liệu nhưng mà điện thoại của mình rõ ai lấy điện thoại mình đâu ta lấy ta coi coi chuyện gì trong rồi mình xóa đó hoặc mình ta lấy điện thoại ta coi xong rồi ta trả lại mình tự nhiên đem dục cái người khác là mấy chục triệu. Đây thầy có chờ chục triệu nó tiếc nó không cho mà giờ điện thoại mấy chục triệu nó bỏ dục nó không tiếc dục luôn hả thầy. Rồi thầy giờ điện thoại iPhone có mười mấy 20 triệu nó mua mà giờ nó mua 3 mấy à, Samsung Nokia nó dám mua mà thầy nó không cho. Cũng giống như đi chai nước hoài 20 ngàn nó không tiếc mà giờ vô chùa thầy uống 15 ngàn nó không mua. Rồi mua hoài cho họ làm giàu còn thầy chùa sợ không có tiền.